Vâng, xin chào, chào mừng toàn thể các bác xem kính cổ kỳ xưa, những đồ cổ đồ xưa. Ngày nay em giới thiệu tất cả các loại kính cổ Anh, Đức, Pháp, Mỹ, thập kỷ 40, 50, 60, đầy đủ hết các thương hiệu nhé. Vâng, có đầy đủ. Hôm nay thì Hà Nội mưa gió, đang có những cơn bão Yari. Nhưng các bác khi xem kính cổ thì nó có cái niềm vui và lạc quan hơn. Bởi vì sao? Mình nhớ lại, hồi tưởng, hoài niệm lại những cái năm tháng khó khăn đất nước. Đấy là cái giá trị nó có là như thế. Vâng, ở đây thì rất đầy đủ cả đồ cổ. Đây, cả đây đồng hồ vai bò đấy. Vâng. Đây là em cứ sâu trước về kính cổ trước đã. Vâng. Còn những cái đồ cổ khác thì hôm nào có thời gian thì em quay riêng. Vâng. Vì cũng rất khá là bận. Đây cũng là tranh thủ đấy bác nhá. Vâng. Bởi vì còn những công việc hành chính khác nữa nên là cũng rất là tranh thủ đấy. Vâng. Kính cổ đây đầy đủ các loại nhá: Amor, Lamy, Đúc Bù Lamy, Lamy, Lamy Big, Lamy Alex, Lamy Limited, đầy đủ hết. Vâng, cơn rồi là quen cơn âm đầy đủ hết luôn. Vâng, đây đây là cây Lamy Limited, bản trên bản đều hiếm gặp nhá. Vâng, đấy, nói chung đầy đủ. Còn đây Amor nhá, 4 triệu, xuất sắc, mới zin hết mà lại trà hai màu, ok chưa? Đầy đủ nhá, dây băng nhá, không thiếu thứ gì luôn. Đấy. Ok luôn. Đây là em chỉ tổng hợp tổng quan nhá. Hôm nào em sẽ quay thêm. Đây là em chỉ quay một tủ kính ấy. Đấy, còn hôm nào em sẽ quay thêm một cái tủ kính nữa. Đây là em sẽ quay tổng hợp tổng quan đấy. Và vì cái số lượng kính cổ của em thì bác biết rồi, hàng trăm cây nghìn cây, đây là em bày tượng trưng đấy. Và đầy đủ các thương hiệu luôn. Không thiếu một thương hiệu gì. Đấy, không thiếu một thương hiệu gì, xuất sắc nhỉ, hành vách sắc nó đẹp zin hết đấy, bác nhìn thấy không, nó sướng à. Zin luôn, không phải nghĩ ngợi.